Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, khi Thụy Điển gia nhập NATO, liên minh quân sự lớn nhất thế giới này có thêm một thành viên sở hữu quân đội hùng mạnh, cung cấp khả năng phòng thủ quan trọng cho sườn phía Bắc châu Âu. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã tự hào tuyên bố rằng chúng tôi mang đến cho NATO khả năng cũng như một lực lượng không quân mạnh mẽ, năng lực tàu ngầm, tình báo và khả năng giám sát. Chúng tôi biết rất rõ về biển Baltic và biển Baltic là một phần quan trọng của thế giới. Trong khi đó, phía Mỹ cũng không ngừng ca tụng rằng liên minh xuyên Đại Tây Dương mà họ đang dẫn đầu giờ đây mạnh hơn bao giờ hết. Trong mắt NATO thì Nga dù vẫn rất đáng gờm nhưng đã không còn uy hiếp lớn nữa. Bởi vì nhìn trên bản đồ chúng ta sẽ thấy vùng Bắc Âu, biển Baltic đã hoàn thành một mảnh ghép cuối cùng cho thế trận vây hãm nước Nga của Putin. Thế nhưng liệu sự gia nhập của Thụy Điển vào NATO có khiến châu Âu tiếp tục căng mình trong một kỷ nguyên đầy rẫy xung đột hay không? Và liệu nước Nga có nằm im chịu trận để NATO tiếp tục áp đảo? Lê Minh xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Lá cờ của Thụy Điển được kéo lên tại trụ sở NATO hôm 11 tháng 3. Củng cố vị trí của quốc gia Bắc Âu này với tư cách là thành viên thứ 32, chấm dứt hàng thập kỷ trung lập. Việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ tăng cường chiều rộng và chiều sâu chiến lược của liên minh, nhưng cũng dẫn tới nguy cơ xung đột với Nga. Lực lượng vũ trang Thụy Điển sẽ mang lại tài sản chiến lược đáng kể cho liên minh. Thụy Điển có thể đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột giữa Nga với phương Tây. Việc Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022 đã thúc đẩy Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 cùng năm. Phần Lan cũng nộp đơn cùng thời điểm. NATO đã nhanh chóng gửi lời mời tới cả hai nước tại hội nghị thượng đỉnh Madrid vào tháng 6 năm 2022, sau một bản ghi nhớ ba bên với Ankara nhằm giải quyết vấn đề chống khủng bố và dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí sang Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 4 năm 2023, Phần Lan trở thành thành viên thứ 31 của NATO. Tuy nhiên, Thụy Điển gặp nhiều trở ngại hơn. Để đáp lại yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ Thụy Điển đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với luật chống khủng bố trong nước. Tuy nhiên, đằng sau hậu trường, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra yêu cầu bổ sung về các vấn đề không liên quan đến Stockholm. Ankara tìm cách mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và thúc đẩy hội nhập với Liên minh châu Âu EU. Tập trung vào cải cách liên minh hải quan và tự do hóa thị thực. Các cuộc thảo luận tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. Cuối cùng thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã phê chuẩn nghị định thư, tán thành tư cách thành viên NATO của Thụy Điển sau khi được Quốc hội phê chuẩn. Sau các cuộc đàm phán sâu rộng và nỗ lực ngoại giao, Thụy Điển đã vượt qua rào cản cuối cùng để gia nhập NATO vào ngày 26 tháng 2 vừa qua. Khi mà Quốc hội Hungary cuối cùng đã bỏ phiếu phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Trước đó thì Hungary trì hoãn việc phê duyệt, trích dẫn những lời chỉ trích của Thụy Điển về tình trạng dân chủ của Hungary. Ngày 7 tháng 3, Thụy Điển trở thành thành viên chính thức của NATO. Quá trình chuyển đổi này cho phép Thụy Điển tham gia đầy đủ vào các hoạt động của liên minh, thay vì chỉ quan sát các cuộc họp của Hội đồng Bắc Đại Tây Dương và Ủy ban Quân sự NATO. Việc tham gia tích cực vào các cuộc tập trận chung, lập kế hoạch mua sắm vũ khí và trao đổi thông tin, giờ đây sẽ được tăng cường. Giờ đây, toàn bộ khu vực Bắc Âu là một phần của NATO. Châu Âu sẽ có thể chịu trách nhiệm lớn hơn về an ninh của chính mình và đóng vai trò là đối tác quốc phòng mạnh mẽ hơn của Mỹ và Canada. Ở phía Bắc, băng tan tạo ra những cơ hội mới cho cả liên minh và đối thủ. Sự mở rộng của NATO sẽ nâng cao khả năng của lục địa trong việc bảo vệ an ninh ở khu vực then chốt này. Thụy Điển và Phần Lan sẽ cùng nhau tăng cường phòng thủ ở Bắc Cực, nơi Na Uy và Iceland trước đây phải đối mặt với biên giới rộng lớn của Nga. Sự hiện diện thống nhất của châu Âu trong NATO cũng gửi một tín hiệu rõ ràng tới Nga rằng kỳ vọng làm suy yếu liên minh này rất khó hiện thực hóa. Sự đoàn kết này củng cố khả năng của NATO ở châu Âu trong việc đối đầu với Điện Kremlin và giải quyết các thách thức trên toàn lục địa như khủng bố, đe dọa mạng, tham nhũng và yếu tố gây bất ổn khác. Thụy Điển gắn kết các khu vực Đại Tây Dương, Bắc Cực và Baltic lại với nhau. Sự hiện diện của Thụy Điển sẽ mang lại chiều sâu chiến lược và đảm bảo sự di chuyển của quân đội đồng minh cho các hoạt động phòng thủ tập thể,
chủ yếu cho các nước Bắc Âu và khu vực Bắc Cực, cũng như cho các quốc gia Baltic và Ba Lan. Thụy Điển cũng có kế hoạch phát triển hơn nữa khả năng quân sự của chính mình. Sau nhiều năm giữ chi tiêu quốc phòng ở mức 1% GDP, chính phủ Trung Hữu đã tăng đáng kể ngân sách cho quốc phòng, có thể cho phép họ đạt được mục tiêu của NATO là phân bổ 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng ngay từ đầu năm 2024. Stockholm đang nỗ lực tăng cường quan hệ với các nước láng giềng Bắc Âu và thúc đẩy các kết nối đa phương, đặc biệt là với Mỹ và Anh, hai nước mà họ đã ký các thỏa thuận hợp tác quân sự. Lợi thế chiến lược mới cho liên minh. Tư cách thành viên NATO của Thụy Điển mang lại một số lợi thế, trong đó nổi bật là khả năng phòng thủ toàn diện, ảnh hưởng chiến lược trên biển Baltic và ngành công nghiệp quốc phòng. Khả năng chuyên môn của Thụy Điển trong việc di chuyển ở biển Baltic, đặc biệt do tầm quan trọng chiến lược của đảo Gotland của nước này, giúp tăng cường quyền kiểm soát của NATO trong khu vực. Điều này ngày càng quan trọng trong bối cảnh có bất kỳ xung đột tiềm ẩn nào với Nga. Thụy Điển có lực lượng hải quân lớn thứ 3 ở biển Baltic, chỉ sau Nga và Đức. Cùng với lực lượng không quân, hải quân Thụy Điển sẽ góp phần đảm bảo việc vận chuyển binh sĩ và trang thiết bị qua biển Baltic. Thụy Điển cũng có lực lượng đổ bộ cơ động được thiết kế đặc biệt để đảm bảo tốc độ và tính linh hoạt ở các khu vực ven biển. Điều này có thể tăng cường đáng kể hiệu quả hoạt động trong môi trường quần đảo khó điều hướng như bờ biển Estonia. Thụy Điển và Phần Lan sở hữu những khả năng mà các quốc gia vùng biển Baltic thuộc NATO khác không có. Đó là tàu chiến di chuyển nhanh, thủy phi cơ và thợ săn ven biển được huấn luyện để phòng thủ trước bộ binh hải quân của đối phương, nhưng cũng có khả năng tấn công. Lực lượng vũ trang Thụy Điển là thành phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ quốc gia của nước này, cung cấp cơ chế phòng thủ trên không, trên bộ và trên biển, toàn diện, phù hợp với lợi ích chiến lược của NATO. Có thể kể ra mấy điểm như sau. Thứ nhất là kiểm soát biển Baltic. Hạm đội mặt nước của Thụy Điển bao gồm 7 tàu hộ tống, trong đó có 5 tàu lớp Visby được biết đến với khả năng tránh radar. Các kế hoạch đang được tiến hành nhằm tăng cường khả năng phòng không bằng tên lửa Sea Scepter. Thụy Điển có một hạm đội tàu ngầm đáng kể trong khu vực biển Baltic, dự kiến sẽ mở rộng từ 4 lên 5 tàu vào năm 2028. Thứ hai là chuyên môn đổ bộ. Lực lượng đổ bộ độc đáo của Thụy Điển bao gồm các tàu chiến đấu di chuyển nhanh và thủy phi cơ sẽ mang lại cho NATO sự linh hoạt và các phương án phòng thủ nâng cao trong các tình huống ven biển và quần đảo. Các tàu ngầm chạy bằng diesel của Thụy Điển được thiết kế để hoạt động trong những điều kiện đầy thách thức ở vùng nước nông và khó điều hướng, với chuyên môn chuyên sâu về tác chiến chống ngầm. Thứ ba là ưu thế trên không. Không quân Thụy Điển vận hành 94 máy bay phản lực JAS-39CD Gripen với thêm 60 phiên bản E đang được đặt hàng, được trang bị cho tác chiến chống hạm và không đối không. Thụy Điển duy trì khả năng cảnh báo sớm và vận chuyển tiên tiến, bao gồm máy bay Sharp 340 Ariel sẽ được thay thế bằng Global Eye và máy bay vận tải C-130H Hawkins. Về máy bay chiến đấu, không quân nước này có số lượng lớn nhất ở khu vực Bắc Âu, trong khi tính hiệu quả của hạm đội bị hạn chế do việc bảo trì phụ thuộc vào lính nghĩa vụ và quân dự bị. Những chiếc máy bay này được trang bị tốt với tên lửa chống hạm RBS-15, tên lửa không đối không Meteor và Abram, hỗ trợ đáng kể cho NATO trong các cuộc đối đầu ở Baltic. Tuy nhiên, bất chấp sức mạnh và sự hiện đại của lực lượng vũ trang Thụy Điển, nước này cần bổ sung các hệ thống vũ khí tinh vi hơn. Hải quân sẽ phải được tăng cường để có thể bảo vệ họ và biển Baltic trước lực lượng Nga đang phát triển nhanh chóng. Hơn nữa, lực lượng trên bộ của Thụy Điển có số lượng rất ít và họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để thành lập và luân chuyển nhóm chiến đấu NATO quy mô tiểu đoàn ở nước ngoài. Do đó, đóng góp của Thụy Điển cho hoạt động phòng thủ tập thể trong lĩnh vực này cũng sẽ khá khiêm tốn. Vai trò địa chiến lược của Thụy Điển trong NATO. Nhiệm vụ chính của Thụy Điển và các nước Bắc Âu khác trong NATO sẽ là hỗ trợ phòng thủ tập thể cho các đồng minh Bắc Âu, bao gồm Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, các nước vùng Baltic và Ba Lan. Báo cáo của Ủy ban Quốc phòng vào tháng 6 năm 2023 đã mô tả Thụy Điển là một căn cứ tiền phương cho các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không của đồng minh, đồng thời là khu vực tiếp tế và quá cảnh cho NATO.
Thụy Điển không tự coi mình là một quốc gia tiền tuyến, mà là một quốc gia có chiều sâu chiến lược và đảm bảo các tuyến đường trung chuyển để bảo vệ phía Bắc Na Uy, Phần Lan và các quốc gia vùng Baltic. Nhờ thỏa thuận hỗ trợ quốc gia chủ nhà giữa Thụy Điển và NATO, các lực lượng đồng minh đã có thể sử dụng lãnh thổ, không phận và lãnh hải của Thụy Điển, mặc dù điều này mỗi lần đều phải có sự chấp thuận của chính phủ Thụy Điển. Những năm qua, Thụy Điển tìm cách phát triển hợp tác với các nước láng giềng Bắc Âu, trước hết là với Phần Lan. Do đó, Thụy Điển chủ yếu coi mình là một phần của nhóm Bắc Âu trong liên minh. Tháng 3 năm 2023, ngay sau khi Nga tấn công Ukraine, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và Đan Mạch đã ký kết một bản ghi nhớ về việc hợp nhất lực lượng không quân của họ. Giờ đây thì lực lượng này có thể hành động chung trong mọi tình huống. Các bên ký kết cam kết tích hợp các cơ cấu chỉ huy, lập kế hoạch hoạt động, giám sát chung về không phận, huấn luyện và tập trận. Mặc dù tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO sẽ cho phép nước này tham gia đầy đủ vào các cấu trúc và cơ chế của mình, nhưng người ta hy vọng rằng sự hợp tác của Bắc Âu trong các hình thức đã phát triển cho đến nay sẽ tiếp tục và sẽ là sự bổ sung quan trọng cho liên minh. Liệu Nga có tấn công Thụy Điển? Trong thời gian tới, nhiều khả năng Nga sẽ có động thái kiên quyết hơn với các nước Bắc Âu, đặc biệt là Thụy Điển, đe dọa sẽ thực hiện các hành động cả chính trị và quân sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng, việc từ bỏ chính sách lâu dài về không liên kết quân sự và gia nhập một nhóm công khai thù địch với Nga khó có thể củng cố cảm giác an toàn của những người Thụy Điển bình thường. Nếu xung đột nảy sinh gần biên giới phía Bắc của NATO, liên minh này có kế hoạch tăng cường lực lượng và nguồn lực quân sự cho Thụy Điển. Tuy nhiên, điều này sẽ làm tăng khả năng xảy ra các mối đe dọa chiến sự tự động hóa và máy bay không người lái. Nga từng tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào Thụy Điển bằng các hệ thống không người lái như vậy nếu nước này gia nhập liên minh. Ngoài ra, Nga đã bố trí tên lửa Iskander-M ở Kaliningrad, chỉ cách Thụy Điển 300 km. Các nhà nghiên cứu tin rằng sau khi sửa đổi, loại tên lửa hành trình này có thể đạt tầm bắn lên tới 2.000 km. Do đó, từ vị trí ở Kaliningrad, hệ thống tên lửa Iskander-M có khả năng nhắm tới các khu vực rộng lớn ở châu Âu. Về lâu dài, Nga có tấn công một nước NATO, các nước vùng Baltic có nguy cơ cao nhất, có lẽ Thụy Điển cũng vậy. Các cuộc tấn công mặt đất trong thời gian tới khó có thể xảy ra vì Nga sẽ thiếu năng lực tác chiến. Kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn là liên quan đến các chiến thuật chiến tranh gián tiếp như không kích và sử dụng máy bay không người lái. Bất chấp các lệnh trừng phạt, việc Nga tiếp tục nhập khẩu công nghệ từ một số đồng minh đã cho phép nước này có khả năng phát triển và sản xuất hàng loạt vũ khí tân tiến, bao gồm các loại máy bay không người lái phóng từ mặt đất hoặc trên biển. Theo hãng tin TASS, một nghị sĩ Nga đã từng nói rằng việc Thụy Điển gia nhập NATO là một trong những quyết định thiển cận nhất trong lịch sử nước này, vì từ nay trở đi, nước này sẽ bị Nga coi là mối đe dọa. Ông Konstantin Kosachev, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, tức là Thượng viện Nga, đã viết trên Telegram rằng: "Theo tôi, việc Thụy Điển gia nhập NATO chính thức diễn ra hôm nay là một trong những quyết định liều lĩnh và thiển cận nhất trong lịch sử vương quốc này. Thứ nhất, ngay cả khi nước này là nửa thành viên của liên minh, Nga không coi đó là một mối đe dọa, nhưng bây giờ thì khác rồi." Ông Kosachev nhấn mạnh rằng đây là một sự mất mát to lớn về vị thế của Thụy Điển. Đất nước sẽ không còn được coi là trung lập. Ngoài ra, theo ông, thay vì duy trì quan hệ bình thường với cường quốc hạt nhân láng giềng, Stockholm sẽ phải tuân theo các học thuyết quân sự của Brussels và trở thành kẻ thù của Moscow. Cũng theo ông Kosachev, Thụy Điển không cần thiết phải tăng cường phòng thủ vì Nga không có yêu sách về quân sự, biên giới, nhân đạo hay các lý do xung đột khác. Mới đây thì Nga cũng có phản ứng gay gắt trước việc Thụy Điển dự định xây dựng căn cứ của NATO trên đảo Gotland, nhấn mạnh đó là biểu hiện tăng cường hoạt động mang tính khiêu khích. Ngày 5 tháng 4, truyền thông Nga dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết Moscow đang theo dõi diễn biến và đánh giá những mối nguy hiểm tiềm tàng do Thụy Điển có thể thành lập căn cứ của NATO trên đảo Gotland. Bộ Ngoại giao Nga viện dẫn kế hoạch của Thụy Điển lập căn cứ NATO trên đảo Gotland và đánh giá đó là hoạt động khiêu khích và rằng vùng biển Baltic yên bình một thời đang biến thành vũ đài đối đầu địa chính trị. Tuyên bố cho hay,
Moscow đã nhiều lần cảnh báo về những rủi ro phát sinh do việc liên minh khai thác lãnh thổ các nước thành viên mới ở Bắc Âu về mặt quân sự, đồng thời lưu ý về việc NATO đang tìm cách tăng cường tiềm lực quân sự của mình ở vùng Baltic. Tuyên bố nêu, thông qua những nỗ lực của Stockholm và NATO, vùng biển Baltic yên bình một thời đang biến thành vũ đài đối đầu địa chính trị. Nga cảnh báo rằng, việc tăng cường hoạt động mang tính khiêu khích như vậy sẽ làm nảy sinh những mối đe dọa mới đối với an toàn hàng hải và hoạt động kinh tế trong khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Stockholm có ý định củng cố hòn đảo Gotland có tầm quan trọng chiến lược nhằm cải thiện khả năng phòng thủ trước mối đe dọa Nga tưởng tượng. Moscow nhắc lại việc Thụy Điển đã khôi phục sự hiện diện quân sự của mình trên đảo Gotland, hòn đảo lớn nhất của họ, vào năm 2015. Vào tháng 4 năm 2023, trước khi gia nhập NATO, quân đội Thụy Điển đã thực hành kỹ năng chống lại hành động tấn công vũ trang trong các cuộc diễn tập quân sự trên đảo. Nga tiếp tục nhấn mạnh, để ngăn chặn các mối đe dọa ở hướng Bắc, quân khu Leningrad đã được tái lập. Để khu trú ngăn chặn các mối đe dọa ở hướng Bắc, quân khu Leningrad đã tái thành lập. Các quyết định tiếp theo nhằm đảm bảo an ninh của Nga sẽ được đưa ra tùy thuộc vào diễn biến tình hình, theo lời Bộ Ngoại giao Nga. Chỉ khoảng 2 tuần trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström tuyên bố bác bỏ và loại trừ việc đóng quân của các căn cứ NATO ở nước này. Thế nhưng mà trước đó, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson đã tuyên bố rằng ông dự định cùng các đối tác NATO bảo vệ đảo Gotland khỏi Nga, bao gồm khả năng tăng cường sự hiện diện của quân đội tại hòn đảo, cũng như triển khai các tàu ngầm ở khu vực này. Đảo Gotland của Thụy Điển chắc chắn sẽ giúp NATO củng cố vị thế tại khu vực, kiểm soát tốt hơn các tuyến hàng không và hàng hải. Gotland rộng hơn 3.100 km2, thường được ví như là một tàu sân bay không thể chìm và cách Latvia chỉ khoảng 200 km. Rõ ràng là Thụy Điển không gia nhập NATO với hai bàn tay trắng. Sự góp mặt của họ, quốc gia có nền quốc phòng hùng mạnh cùng vị trí địa lý có nhiều lợi thế trời ban, có thể giúp NATO giải bài toán về cách mà liên minh ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Với việc kết nạp Thụy Điển, NATO giờ đây đã vây kín gần như toàn bộ biển Baltic. Nga giờ đây chỉ có thể tiếp cận vùng biển chiến lược này từ thành phố Saint Petersburg qua cửa ngõ hẹp ở vịnh Phần Lan, cũng như khu vực giáp vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Nga có nhiều lợi ích kinh tế và quân sự ở biển Baltic. Thành phố Saint Petersburg là nơi đặt nhiều cơ sở lọc dầu và là cửa ngõ để Nga xuất khẩu sản phẩm qua vịnh Phần Lan. Hạm đội Baltic có trụ sở và cảng nhà ở Kaliningrad, cùng một căn cứ ở Saint Petersburg. Tất cả giờ đây đều có nguy cơ nằm trong vòng kiềm tỏa của NATO. Cùng với sức mạnh hải quân và không quân, vị trí địa lý của Thụy Điển còn giúp NATO đối phó bất kỳ động thái tấn công nào của Nga, dù là ở các nước Baltic dọc biên giới với Phần Lan hay là ở Bắc Cực. Hệ thống đường bộ và đường sắt của Thụy Điển được coi là tuyến đường nhanh nhất để di chuyển trên bán đảo Scandinavia. Nhóm nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva từ lâu được coi là gót chân asin của NATO. Giờ đây có thể nhận được hỗ trợ ngay lập tức từ Phần Lan và Thụy Điển nếu bị tấn công, thay vì phụ thuộc vào hành lang Suwalki giữa Ba Lan và Litva. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo kế hoạch tái cơ cấu quân đội Nga và củng cố lực lượng ở sườn Tây nước này nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa từ việc NATO kết nạp Phần Lan, Thụy Điển. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng cảnh báo Nga sẽ đáp trả tương xứng với những mối đe dọa có thể hiện hữu trên lãnh thổ Phần Lan và Thụy Điển. Giới phân tích cũng cảnh báo Nga vẫn có thể tạo ra nguy cơ từ vùng lãnh thổ Kaliningrad, nơi Moscow đã triển khai tên lửa đạn đạo Iskander có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Theo báo cáo mới của cơ quan tình báo Litva, Nga đang đáp trả sự hiện diện mới và mở rộng của NATO ở vùng Baltic bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực và đặt tên lửa Iskander có khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân tại Belarus. Các nhà hoạch định NATO từ lâu đã coi sườn phía đông bắc của liên minh, bao gồm các quốc gia Baltic như Litva, Estonia và Latvia là điểm yếu. Vùng đất này từng thuộc Liên Xô cũ. Theo nhiều nhà phân tích, Nga từ lâu đã muốn đưa khu vực này trở lại sự kiểm soát của Moscow. Trong các tài liệu bị rò rỉ vào tháng 1 năm nay, giới chuyên gia quân sự Đức đã tính tới kịch bản Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột tại Ukraine và sau đó tấn công các thành viên vùng Baltic của NATO. Theo kịch bản này, thì Nga có thể khuấy động tình trạng bất ổn
và sau đó điều quân vào hành lang Suwanki, một dải đất hẹp dài 60 km nối vùng Kaliningrad của Nga trên biển Baltic với Belarus, đồng minh thân cận nhất của Moscow. Hành động này sẽ tách các thành viên của NATO ở vùng Baltic khỏi phần còn lại của châu Âu và khiến họ phải đối mặt với các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Giờ đây, với chốt chặn ở Thụy Điển và Phần Lan, NATO tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm trước viễn cảnh cách cổ gà Suwanki bị chẹn và các nước Baltic bị cô lập. Bởi Thụy Điển sẽ giúp mở rộng phạm vi hoạt động của tên lửa NATO, đưa các địa điểm chiến lược ở Kaliningrad và Saint Petersburg của Nga vào tầm ngắm. Điều này sẽ bổ sung thêm một lớp răn đe để ngăn chặn sự tấn công tiềm tàng từ Nga, do các lực lượng NATO có thể phản ứng hiệu quả trước những mối đe dọa theo thời gian thực. Dù vậy, cũng không nên đánh giá thấp quyết tâm của Tổng thống Nga Putin và lực lượng Nga. Trên chiến trường Ukraine, họ đã cho thấy sự dẻo dai đáng kinh ngạc của mình, bất chấp phải hứng chịu những tổn thất tương đối nặng nề. Cuộc đấu giữa NATO và Nga vì thế sẽ vô cùng khốc liệt. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, và đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị làm ơn hãy bấm like và ấn đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các hành trình tiếp theo. Xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, Kazakhstan sẽ không tổ chức duyệt binh vào ngày 9 tháng 5. Chính quyền Kazakhstan sẽ không tổ chức duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 năm nay. Giải thích quyết định này là do cần tiết kiệm ngân sách. Cơ quan tuyên truyền TASS của Nga viết về điều này với sự tham khảo của cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Kazakhstan. Năm 2022 và năm 2023, lãnh đạo Kazakhstan cũng không tổ chức duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 vì lý do tương tự. Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa báo cáo rằng việc tổ chức một cuộc duyệt binh tiêu tốn ngân sách nhà nước 4 tỷ tenge, đáng chú ý là việc Kazakhstan từ chối tổ chức duyệt binh vào ngày 9 tháng 5 xảy ra sau khi Nga tấn công toàn diện vào Ukraine. Đây có thể là một bằng chứng khác cho thấy nước Cộng hòa này đang rời xa Điện Kremlin, đặc biệt là trong bối cảnh một số chính trị gia và nhà tuyên truyền Nga thường xuyên đưa ra các yêu sách lãnh thổ đối với Kazakhstan. Hơn nữa, Rose TV hiện đã phát hành một bộ phim tuyên truyền lớn, trong đó người Nga được kể về Kazakhstan thù địch. Vào năm 2020 và 2021, các cuộc duyệt binh cũng không được tổ chức ở Kazakhstan, nhưng sau đó những quyết định như vậy được đưa ra do đại dịch coronavirus. Từ năm 2022, chính quyền bắt đầu hủy bỏ sự kiện này để tiết kiệm ngân sách. Như vậy, cuộc duyệt binh gần đây nhất vào ngày 9 tháng 5 đã diễn ra ở Kazakhstan vào năm 2019. Cùng lúc đó, Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev đã đến dự cuộc duyệt binh ở Moscow vào năm ngoái, nhưng chuyến thăm của ông chỉ được biết đến vào giây phút cuối cùng. Ban đầu, nhà lãnh đạo Kazakhstan có kế hoạch khác. Ông dự định dành ngày 9 tháng 5 ở Astana. Mới đây vào tháng 3, Tổng thống Tokayev đã lên tiếng ủng hộ việc thay đổi quốc huy của Kazakhstan nhằm loại bỏ những dấu hiệu của thời kỳ Xô Viết trên các biểu tượng nhà nước. Nga phát động một chiến dịch tuyên truyền chống Pháp sau khi Paris quyết làm mọi cách bảo vệ Ukraine. Quý vị thân mến, theo thông báo của Censornet cho biết, trong những tuần gần đây, các nhà tuyên truyền Nga đã phát động một chiến dịch chống lại Pháp và Tổng thống Emmanuel Macron. Điều này đã thu hút sự chú ý của lực lượng đặc nhiệm về truyền thông chiến lược của cơ quan chính sách đối ngoại EU. Bài đánh giá cho biết, chiến dịch chống lại Pháp chứng minh rằng các giá trị truyền thống thèm muốn của Nga không gì khác hơn là một mặt tiền che giấu thực tế xấu xí về sự coi thường phụ nữ, lời nói căm thù và phân biệt đối xử tàn bạo đối với những người thiểu số. Các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin tiến hành những cuộc tấn công kỳ thị phụ nữ vào đệ nhất phu nhân Pháp, Brigitte Macron. Những thuyết âm mưu vô nghĩa nhất về đệ nhất phu nhân Pháp đã được đưa ra trên các phương tiện truyền thông ủng hộ Điện Kremlin. Các nhà nghiên cứu về tuyên truyền Nga lưu ý, không thể tránh khỏi ý kiến cho rằng Paris đã chạm đến sự lo lắng của Nga và cùng với tuyên bố của Tổng thống Macron rằng không thể loại trừ bất cứ điều gì trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Điện Kremlin đã phát động một chiến dịch quyết liệt hơn nhằm làm suy yếu chính quyền Pháp. Các nhà tuyên truyền Nga gọi Pháp là nước đế quốc phát xít bài Nga bị cáo buộc kích động chiến tranh. Họ cũng cho rằng Pháp được cho là đang tham gia vào việc chia cắt Ukraine trong tương lai, tất nhiên là cùng với Ba Lan. Các chuyên gia Liên minh châu Âu cũng chú ý đến việc lan truyền thông tin sai lệch rằng Pháp được cho là đang tuyển quân ồ ạt trên Internet. Điều này rõ ràng là không đúng sự thật. EU vs Vision 4 là một dự án của nhóm truyền thông chiến lược của Cơ quan Đối ngoại châu Âu, Cơ quan Ngoại giao của Liên minh châu Âu. Dự án được triển khai vào năm 2015 để phân tích và ứng phó với các chiến dịch đưa thông tin sai lệch của Nga chống lại Liên minh châu Âu, từng quốc gia thành viên và các nước láng giềng Liên minh châu Âu.
của Nga bị tấn công bằng dao. Thưa quý vị, một kẻ tấn công không rõ danh tính đã đâm thống đốc vùng Bắc Cực Murmansk của Nga bằng dao, làm ông bị thương ở bụng sau khi ông tổ chức một cuộc họp với người dân vào thứ Năm ngày 4 tháng 4. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời cơ quan truyền thông của thống đốc này cho biết, người đàn ông này đã tấn công thống đốc Andrei Chibi khi ông bước ra từ một cuộc họp tại tòa thị chính địa phương Apatity thuộc vùng Murmansk. Cơ quan truyền thông của thống đốc cho biết đã có một cuộc tấn công vũ trang và ông ấy bị một vết thương ở bụng. Kẻ tấn công đã bị bắt giữ. Thống đốc hiện đang được phẫu thuật. Ông ấy tỉnh táo và tự đi ra ô tô. Trên đường đến bệnh viện, ông ấy nói chuyện và trả lời các câu hỏi. Các cơ quan không nói gì về động cơ có thể có của vụ tấn công. Một cuộc tấn công vũ trang vào một quan chức nhà nước là một hiện tượng tương đối hiếm ở Nga, đặc biệt là ở khu vực Bắc Cực như Murmansk, cách Moscow khoảng 1.500 mét về phía Bắc. Ukraine giáng đòn nặng nề vào công suất lọc dầu của Nga, cỗ máy chiến tranh của ông Putin điều đứng. Thưa quý vị, quan chức NATO cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga có thể làm gián đoạn hơn 15% công suất. Vào ngày 4 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức NATO cho biết, về mặt thiệt hại, các cuộc tấn công có thể đã làm gián đoạn hơn 10%, thậm chí hơn 15% công suất lọc dầu của Nga. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, quá trình khắc phục có thể mất thời gian đáng kể. Cũng theo quan chức NATO, ngày càng ít cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga có thể an toàn trước các cuộc tấn công. Theo tính toán của Reuters, Nga đã mất khoảng 14% công suất lọc dầu do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Hãng tin Interfax dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Suginov cho biết các nhà máy lọc dầu của Nga bị hư hại sẽ hoạt động trở lại bình thường vào đầu tháng 6. Cả Nga và Ukraine đều đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng, các căn cứ quân sự và nơi tập trung quân trong cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm. Ukraine tuyên bố tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng của Nga trong những tháng gần đây, trong đó có những cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu nằm sâu 1.000 km trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết Nga cũng tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine trong những tuần gần đây. Vào ngày 4 tháng 4, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào các tòa nhà dân cư ở thành phố Kharkov và một cơ sở năng lượng ở khu vực lân cận, khiến một số người thiệt mạng và 350.000 cư dân sống trong cảnh mất điện. Quan chức NATO cho biết Moscow có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công như vậy khi Nga tìm cách làm suy giảm khả năng phòng không của Ukraine. Quan chức NATO cho biết, chúng tôi dự đoán Nga có thể sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để xuyên thủng hệ thống phòng không của Ukraine và gây áp lực lên việc triển khai phòng không của Ukraine. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ dành cho các hệ thống này nhằm bảo vệ các cơ sở của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 3 xác nhận Tòa Bạch Ốc đã đề nghị Ukraine ngừng các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ tiếp tục những vụ tấn công như vậy nếu Mỹ không cung cấp cho Kyiv nhiều vũ khí hiện đại hơn. Ông Zelensky cho hay, Mỹ phản ứng không mấy tích cực với đề nghị này. Theo truyền thông địa phương, sau một thời gian phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích máy bay không người lái UAV vào hệ thống nhà máy lọc dầu Nga vài tuần trở lại đây. Trong đó có hạ tầng của tập đoàn Rosneft và Lukoil. Tướng Nga thừa nhận thế yếu, kêu gọi người dân sẵn sàng sống chung với khói lửa hàng ngày. Quý vị thân mến, Phó Hạ viện Nga Andrei Kartapolov thừa nhận rằng quân đội Nga không thể ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của đất nước. Vào ngày 2 tháng 4, tuyên bố đầy tai tiếng của tướng Kartapolov đã được truyền thông Nga đăng tải. Dialogue UA đưa tin cho biết, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Đại tướng Andrei Kartapolov đã công khai thừa nhận điểm yếu của phòng không Nga. Ông thừa nhận rằng không có cách nào để ngăn chặn các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine. Phó Duma Quốc gia Nga nói rằng các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Liên bang Nga sẽ chỉ kết thúc sau khi Nga chiếm đóng hoàn toàn Kyiv, kế hoạch mà Nga đã thất bại ngay từ đầu của cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Đại tướng Nga nói rằng, khi chúng tôi chiếm được Kyiv, tình trạng vô luật pháp với máy bay không người lái sẽ chấm dứt. Trong khi đó, chúng ta sẽ tiếp tục đối mặt với những trò hề khủng bố hèn hạ trong phương thức hoạt động hàng ngày. Ông cũng phàn nàn về sự xấu tính của Ukraine mà theo cách nói của ông là đánh vào kẻ ranh mảnh.
Lời thừa nhận của người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Liên bang Nga đã khiến không ít người Nga hoang mang khi tần suất tấn công của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga trong những ngày gần đây ngày một nhiều lên. Đặc biệt, Ukraine đã có những loại UAV có thể bay trên 1.000 km để khiến những nơi mà Điện Kremlin cảm thấy an toàn bây giờ cũng bất an. Sĩ quan Nga phản chiến, bán tọa độ GPS của tuần dương hạm Moskva với giá 3.000 đô để Ukraine đánh chìm. Thưa quý vị, TSN đưa tin trích dẫn các nguồn tin của mình. Quân đội Ukraine đã trả 3.000 đô la Mỹ cho thông tin về tình trạng kỹ thuật và tọa độ của tàu tuần dương Moskva của Nga, thu được bằng thiết bị theo dõi GPS. Theo TSN, đại diện hạm đội Biển Đen của Nga đã bán dữ liệu bí mật cho lực lượng Ukraine trước khi lắp thiết bị GPS lên tàu, được cho là giúp theo dõi chuyển động của tàu. Andriy Yusov, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Ukraine thuộc Bộ Quốc phòng, nói với các nhà báo rằng Tổng cục Tình báo không thể xác nhận cũng như phủ nhận những tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine thường xuyên nhận được thông tin từ các quân nhân Nga, trong đó có cả sĩ quan. Đại diện tình báo cho biết, thông tin chỉ huy nhận được từ các quân nhân Nga, bao gồm cả sĩ quan, đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị và lập kế hoạch cho các hoạt động khác nhau. Xoáy hạm của hạm đội Biển Đen của Nga bị trúng hai tên lửa chống hạm. Các chuyên gia tin rằng, kể từ Thế chiến thứ hai, Moskva là tàu chiến hạm chìm lớn nhất. Vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, cựu thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksandr Turchynov đã trình chiếu một đoạn video về vụ phóng tên lửa Neptune lịch sử. Hai tên lửa Neptune của Ukraine đã đánh chìm con tàu trị giá gần 1 tỷ USD của Nga, khiến nó bị hư hại hoàn toàn. Đã xảy ra sau khi Liên Xô ngỏ ý muốn gia nhập NATO. Quý vị thân mến, 70 năm trước, Liên Xô từng ngỏ ý muốn gia nhập NATO và sớm kết thúc cuộc cạnh tranh an ninh thời chiến tranh lạnh ở châu Âu. Ít nhất 3 lần, Moscow bày tỏ mong muốn gia nhập liên minh quân sự nhưng đều bị từ chối. Ngày 31 tháng 3 năm 1954, Ngoại trưởng Liên Xô Vyacheslav Molotov đã khiến những người đồng cấp Mỹ, Pháp và Anh bất ngờ với công hàm ngoại giao bày tỏ Moscow sẵn sàng gia nhập NATO. Công hàm nói rằng nếu Liên Xô gia nhập, NATO sẽ không chỉ còn là một nhóm quân sự khép kín với các quốc gia phương Tây, mà mở cửa cho các cường quốc châu Âu khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra một hệ thống an ninh tập thể hiệu quả ở châu Âu. Đó sẽ là điều vô cùng quan trọng để củng cố hòa bình thế giới. Nghi ngẫm đề xuất của Liên Xô trong hơn một tháng, cuối cùng Washington đã phản hồi và gửi cho Moscow một công hàm vào ngày 7 tháng 5 năm 1954 với lý do một đề xuất như vậy về bản chất là phi thực tế và nhấn mạnh rằng nó mâu thuẫn với chính những nguyên tắc mà hệ thống phòng thủ và an ninh của các nước phương Tây phụ thuộc vào đó để hoạt động. Được thành lập vào tháng 4 năm 1949, các mục tiêu chính thức của NATO tập trung vào việc ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng của Liên Xô thông qua phòng thủ tập thể cho các thành viên, ban đầu bao gồm 12 quốc gia. Đằng sau hậu trường, cấu trúc an ninh thời hậu chiến do Mỹ tạo ra có các mục tiêu khác, bao gồm cả việc kiểm soát các vấn đề nội bộ của các nước châu Âu. Như Tổng thư ký đầu tiên của NATO, Lars Holstein Ismay, từng có câu nói nổi tiếng: mục đích của NATO là để Liên Xô ở ngoài, Mỹ ở trong và Đức bị tiêu diệt. Trước khi gửi công hàm vào tháng 3 năm 1954, các nhà ngoại giao Liên Xô đã thực hiện một số nỗ lực khác nhằm truyền đạt tới Washington mối quan tâm của Moscow trong việc gia nhập NATO như một cơ chế đảm bảo an ninh tập thể châu Âu. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Liên Xô Andrei Gromyko từ bình luận vào năm 1951 rằng nếu hiệp ước này nhằm mục đích chống lại việc khôi phục sự xâm lược của Đức, thì Liên Xô sẽ gia nhập NATO. Năm 1952, nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin được cha là đã nói với đại sứ Pháp Louis Trost nếu NATO là một tổ chức hòa bình tuân thủ hiến chương Liên Hợp Quốc như Tổng thống Charles de Gaulle đã mô tả, Liên Xô có thể xem xét trở thành thành viên. Cùng năm đó, Stalin gửi cho các cường quốc phương Tây một loạt điện tín ngoại giao đề xuất thống nhất nước Đức với tư cách là một cường quốc trung lập ở trung tâm châu Âu, ngăn cách hai khối Đông và Tây. Áo đã trở thành một quốc gia như vậy vào năm 1955 khi Liên Xô rút quân để đổi lấy cam kết trung lập từ Phiên. Điều này vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh, cả đầu những năm 1990 và đầu những năm 2000, nước Nga thời hậu Xô Viết một lần nữa lại bày tỏ quan tâm đến việc trở thành thành viên
hoặc ít nhất là hợp tác với Liên minh phương Tây về những lợi ích bao trùm về hòa bình và an ninh ở châu Âu. Tổng thống Boris Yeltsin và Ngoại trưởng Nga Andrei Kosydev đã tổ chức các cuộc đàm phán căng thẳng với chính quyền Tổng thống Mỹ Bill Clinton từ đầu đến giữa những năm 1990 về triển vọng Nga trở thành thành viên trong Liên minh phương Tây. Tổng thống Clinton đã thành công trong việc che mắt Yeltsin, nhà lãnh đạo Nga chấp nhận bảo đảm của Mỹ rằng Nga sẽ được đối xử như một đối tác bình đẳng. Ông cũng miễn cưỡng chấp nhận phong mở rộng đầu tiên của NATO về phía đông tới Ba Lan, Hungary và nước Cộng hòa Séc. Sau khi trở thành Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin cũng tham gia ý định của Mỹ đối với Nga vào những năm đầu thế kỷ 21. Ông đã nhắc đến điều này khi trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ Tucker Carlson gần đây. Tổng thống Putin kể lại rằng, tôi đã trở thành Tổng thống vào năm 2000. Tôi nghĩ rằng vấn đề Nam Tư đã kết thúc, nhưng chúng ta nên cố gắng khôi phục quan hệ. Hãy mở lại cánh cửa mà Nga đã cố gắng đi qua. Tại cuộc gặp ở Điện Kremlin với Tổng thống sắp mãn nhiệm Bill Clinton, tôi đã hỏi ông ấy, điều nếu Nga đề nghị gia nhập NATO, ông có nghĩ điều đó sẽ xảy ra không? Ông ấy nói với tôi, ông biết đấy, điều đó thật thú vị, tôi nghĩ vậy. Ông Putin nói rằng, nhưng vào buổi tối, khi chúng tôi ăn tối, ông ấy lại nói rằng, tôi đã nói chuyện với nhóm của tôi. Không, bây giờ điều đó là không thể. Nếu ông ấy nói đồng ý, quá trình xích lại gần nhau sẽ bắt đầu. Và cuối cùng, điều đó có thể xảy ra nếu chúng tôi nhìn thấy mong muốn chân thành nào đó từ phía các đối tác của mình. Nhưng nó đã không xảy ra. Được thôi, không có nghĩa là không. Hệ tư tưởng, quyền lực ngầm hay những vấn đề từ lâu đời? Michael Maloof, cựu nhà phân tích chính sách an ninh cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết, NATO không thể chấp nhận Liên Xô gia nhập liên minh vào những năm 1950 vì tâm lý chiến tranh lạnh phổ biến ở phương Tây vào thời điểm đó. Sau khi Liên Xô tan rã, có một động lực khác để Nga trở thành thành viên. Yeltsin đã muốn làm điều đó từ rất sớm. Ông Putin ban đầu cũng có mối quan tâm tương tự. Nhưng mỗi lần, NATO đều viện lý do là hệ tư tưởng không tương thích để từ chối Moscow. Từ những lo ngại về sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản trong chiến tranh lạnh đến việc hệ thống chính trị của nước Nga hậu Xô Viết không tương thích với hệ thống chính trị của phương Tây. Ông Maloof nói rằng mọi người đều có cách hiểu riêng về dân chủ. Họ điều hành NATO, đặt ra các quy tắc riêng của mình và Nga đã không đáp ứng các quy tắc đó. Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua quá trình đó khá lâu để gia nhập NATO và họ vẫn đang trải qua điều đó cho đến ngày nay trong nỗ lực gia nhập EU. Theo ông, nghiêm trọng hơn là yếu tố quyền lực ngầm thường trực ở Washington, cụ thể là phong trào tân bảo thủ chống lại Nga. Trước đây là Liên Xô, thể hiện ở những người như cựu Thứ trưởng Ngoại giao Victoria Nuland. Tham vọng của những người này đã và đang tiếp tục là kiềm chế, nếu không muốn nói là băm nát nước Nga. Ông Maloof cho rằng không có công tắc bật tắt đối với kiểu thù địch này. Ông nói rằng thật khó để mọi người chuyển sang tư duy khác, đặc biệt là trong cộng đồng tình báo. Ông Maloof nói rằng, chúng tôi đã có 50 năm hoạt động ở Liên Xô. Có rất nhiều quan chức trong cộng đồng tình báo coi việc chống đối Nga là điểm ngọt ngào của họ, để họ cảm thấy thoải mái trong công việc. Sự thay đổi sau năm 1991 hoàn toàn xa lạ với họ. Ngay cả ông Putin lúc đầu cũng muốn gia nhập